Đi làm à? Hãy subscribe cho kênh Triệu.
Ấn sâu rồi đó, ấn sâu, ấn vuông góc chặt tay rồi, đè xong. Đừng nhiễm trùng, nó cứ sát ra. Không, nó làm bị nhiễm trùng. Nó làm gì là sao anh? Vâng, quần đùi cho nó. Anh lại xe. Đau rồi. Đi kia mà. Nhiễm trùng như là nó vào nó chuyển. Thank you.
tin này lòng mê 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 mê. Không nó mà tàu lòng. Okay.
Hãy subscribe cho kênh Triệu.
nào thì cháu mua hết chỗ này. Bài đấy. Xem đã. Cháu xem rồi. Rồi mua mua hết cái quần này nhá. Cái này bà lấy 100.000. Dạ. Vâng. Cháu gửi tiền. Vừa đủ 100 nhỉ. Bà xin nhá. Vâng nhá. Vâng. Vào mua kéo với bà nha. Vâng. Đi nhá. Vâng. Hôm nào làm cuốc rồi nhưng mà không thấy con lưới, anh vừa đi mua lưới về. Anh không đi làm thuê à? Vừa đi làm về rồi, mua cái lưới về cho em này. Bây giờ phải đi tìm cọc cơ, không lấy đâu. Thế anh đi tìm hồ lê, hồ rào lúc, xong anh về. Con lên sáng mấy giờ đi học đấy? 6 giờ hơn. Của anh lấy cái lưới. Đó đi. Quay vòng kia xem. Hết đi. Còn cái đó là để anh kéo về kia cho nó đủ.
trên này nhá. Về đây. Về anh... đừng có uống rượu nhiều nhá. Uống ít thôi. Bỏ rồi. Thế nhá, anh về đây. Chân đau thì làm ít thôi nhá. Ừ. Anh uống về luôn đi. Uống nước đã. Thôi, về có việc. Thôi, về đây nhá. Mai anh phải đi thăm con nhá. Thế anh về nhá.